Chào đón quý vị và các bạn đến với vòng thi thứ tư chương trình Vua Tiếng Việt. Ở vòng 3, bạn Thi có thể nói là xuất thần. Tôi muốn bạn giữ cái phong độ đó, cái niềm hào hứng đó, sự phấn khởi đó để bạn đến với phần tiếp theo. Vòng 4 của chúng ta gồm 3 phần. 2 phần đầu mỗi phần 30 giây. Phần cuối cùng sẽ có 1 phút. Và chúng tôi, những người làm chương trình đang khát khao mong muốn đến với một phần đăng quang của một người xứng đáng là vua tiếng Việt trong mùa thứ 2 này. Vâng, hy vọng là em sẽ được là người đầu tiên của mùa 2 đăng quang chương trình Vua Tiếng Việt này. Vâng, chúng tôi cũng hy vọng như vậy. Bạn bình tĩnh nhé. Dạ vâng. Chúng tôi đưa ra 5 chữ cái. Đó chính là B, H, O, N, G. Trong vòng 30 giây bạn tìm 5 từ đơn từ những chữ cái chúng tôi đã cho. 30 giây bắt đầu. Giây kết thúc. Bạn viết được bao nhiêu từ? Em viết được khoảng chục từ. Từ đầu tiên. Ho. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Thứ hai là họ. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Từ thứ ba là hòn. Tôi đồng ý. Đồng ý. Từ thứ tư là hón. Nghe lạ và tôi chưa tìm thấy từ này ở dạng từ đơn, tôi chưa nghe thấy. Hón theo bạn là gì? Bạn có thể giải thích từ đấy. Hón tức là khi mà ví dụ như là một đứa trẻ khóc ấy, thì mình dỗ nó, mình hón cho nó để cho nó nín khóc ạ. Chúng ta sẽ kiểm tra cái từ này qua từ điển, bởi vì là những cái từ mà phương ngữ mà nó không phổ biến đấy mà, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải xem xét, vì bạn còn nhiều từ ở phía trước mà. Mời bạn cho thêm từ. Từ hỏng. Tôi đồng ý. Từ hỏng. Đồng ý. Đồng ý. Đã đủ 5 từ. Chúc mừng bạn. Riêng ở cái mặt chữ này tôi đã thấy có rất nhiều rồi. Phong, phóng, phòng. Cái đấy em đang để dành ở những phần thi sau. Để dành à? Ghê gớm. Anh làm lộ hết của em rồi. Vâng ạ. Chúc mừng bạn đã vượt qua phần đầu tiên của vòng 4. Chúng ta đến với phần tiếp theo. Chúng tôi cho 6 chữ cái P, H, O, N, G và thêm chữ B, B. Bạn hãy tìm thêm 5 từ đơn và 1 từ phức từ những chữ cái mà chúng tôi cho. 30 giây bắt đầu. Hết giờ. Mời bạn. Từ thứ nhất của em là từ hong. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Từ thứ hai của em là từ hóng. Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Từ thứ ba của em là từ phong. Tôi đồng ý. Nhưng mà bạn có thể giải thích cho tôi cái từ phong của bạn trong trường hợp này nghĩa là gì không ạ? Phong ở đây là gió. Chấp nhận. Đồng ý. Tiếp theo của em là từ phòng. Đồng ý. Từ tiếp theo của em là từ phóng. Đồng ý. Đồng ý. Từ phước ở vòng 2 này em tìm là từ bong bóng. Đồng ý. Bây giờ chúng tôi sẽ cho người chơi 7 chữ cái P, H, O, N, G, B, A. Bạn hãy tìm 7 từ phức từ những chữ cái chúng tôi vừa cho, nhưng ngoại trừ từ phòng 3. 1 phút bắt đầu. Bạn đọc từ đầu tiên. Em sẽ đọc từ đầu tiên là từ phong bao. Chấp nhận. Chấp nhận. Một. Từ thứ hai của em là từ bảng phòng. Ở các phòng ở khách sạn ấy, thì họ sẽ có phải có một cái bảng đấy để đề số phòng ấy. Tôi nghĩ cái từ này nó không phổ biến. Tôi cũng nghĩ vậy. Chúng ta không thấy quen lắm. Ví dụ chẳng hạn như là ở một công ty bình thường mình sẽ ở ví dụ phòng giám đốc, phòng kế toán thì mình sẽ phải có một bảng ở đấy, ở trên đấy đấy ạ. Thì thường sẽ là ví dụ bảng tên. Đúng rồi. Bảng tên thì là sẽ là dành cho cái tên chức vụ. Còn đây là bảng phòng là chỉ cái phòng. Không, bảng tên phòng chứ không thể dùng là từ bảng phòng được. Tôi không chấp nhận cái đáp án này. Từ tiếp theo của em là từ phó bản. Đồng ý. Đồng ý. Từ thứ tư của em là từ bóng bàn. Đồng ý. Đồng ý. Từ thứ năm là từ phá bóng. Đồng ý. Đồng ý. Từ thứ sáu là từ bàn phó. Ví dụ ngày xưa em đi học đấy chia bàn trưởng, bàn phó, chức danh. Cái đấy chắc là ở trong lớp các bạn là tự đặt ra cho nhau thôi chứ cái đấy nó không được phổ biến. Tôi cũng không chấp nhận. Từ tiếp theo của em là từ bàn phòng. Nghĩa của bạn là gì? Từ bàn phòng chắc ấy. Là cái từ đấy là từ kiểu đưa thêm vì là cái thời gian cuối em không ấy những cái bàn ở trong phòng. Cái đấy tôi không chấp nhận. Không chấp nhận. Từ cuối cùng của em đưa ra là từ phó bản. Trưởng bản, phó bản gì cũng có thể chấp nhận được. Vâng, chấp nhận được ạ. Chấp nhận. Em hết từ rồi và rất tiếc là em chỉ được 6 từ. Được, bạn được 6 từ. Nhưng mà tại sao bạn dùng chữ phó bàn mà bạn không dùng chữ phó ban? Trưởng ban với phó ban đấy mà. Bỏ đi dấu huyền thì có phải là bạn sẽ được 7 câu trả lời đúng không? Hơi tiếc nhỉ? Vâng, hơi tiếc. Hay là ví dụ như chúng tôi làm nghề làm báo thì cái từ rất đơn giản là bán báo chẳng hạn. Trong này chúng ta còn đang nói đến chủ đề thiên tai, ở đây hỏa hoạn, phóng hỏa, báo bão. Rất là tiếc cho bạn. Vâng, thưa quý vị và tất cả các bạn, vì sao ở phần cuối chương trình của chúng ta nó lại trầm xuống như thế này? Không phải vì buồn mà là vì tiếc nuối. Và cái sự tiếc nuối đó với những người tham gia chương trình. Và tôi cũng cảm thấy cái sự tiếc nuối đấy vẫn cho chúng ta những hy vọng. Và những hy vọng đó cho chúng ta thêm sức mạnh và chờ đợi ở những số tiếp theo. Em cũng khá là tiếc khi mà mình không thể hoàn thành thử thách này. Tuy nhiên là rất là mong là trong những số tiếp theo thì sẽ được chứng kiến những vị Vua Tiếng Việt lên ngai. Chúng tôi không được đến phần cuối cùng là phần đăng quang. Dù sao thì cũng cảm ơn bạn rất nhiều vì bạn đã đến đây. Cảm ơn bạn rất nhiều vì bạn đã đem lại cảm xúc cho khán giả. Rất là cảm ơn chương trình. Đây là chiếc cúp của chương trình tôi xin gửi tặng bạn. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe và thành công. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã đến với trường quay trong sự háo hức mong chờ. Xin cảm ơn các thành viên của ban cố vấn đã rất nhiệt tình cố vấn cho chúng tôi, cố vấn cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội đến với chương trình Vua Tiếng Việt vào hồi 20h30 tối thứ 6 hàng tuần trên VTV3. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị.